Tọa đàm 26. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày hôm qua, chị Diệu Hương có đến nói rằng trong đời của chị lần đầu tiên thấy được một hiện tượng vi diệu, đó là bát cam muội sau khi xả bỏ báo thân 20 mấy tiếng đồng hồ mà thân tướng đẹp quá, mềm mại, khuôn mặt tươi ra. Chị nói thật sự là bất khả tư nghị. Hồi giờ thì mình nghe nói hoặc coi trong phim, nhưng chính mình cầm được cái tay của người ra đi 10 mấy giờ rồi mà mềm như vậy, giống như người bình thường thì chưa có. Chính vì vậy mà chị hết sức ngạc nhiên và vô cùng phấn khởi. Chị nói đây là một cơ hội làm cho niềm tin của chị dâng lên rất cao. Khi Diệu Âm đi tới chỗ nào, thường thường gặp những gia đình có người thân ra đi với thoại tướng tốt như vậy, họ đến với một tâm trạng rất hân hoan. Nhiều khi họ diễn tả những nỗi niềm vui mừng mà làm cho mình phải cảm động. Chính mình nhiều lúc cũng phải cảm động, không nói nên lời. Khi thấy được người thân giảng sanh, bắt đầu từ đó họ phát tâm rất mạnh. Xin thưa thật, họ phát tâm rất mạnh. Ví dụ như kỳ rồi ở bên châu Âu, có một vị đang nằm trong bệnh viện thiếu người hộ niệm, chỉ cần kêu một cú điện thoại, có vị ở cách xa 400-500 cây số mà người ta vẫn lấy xe chạy tới để hộ niệm. Có lần anh trưởng ban hộ niệm nói, nhiều lúc cần đi hộ niệm với đường xa khoảng 600-700 cây số mà anh vẫn lái xe để đi. Anh lái xe với tốc độ 180-190 cây số giờ. Anh nói lái vậy là cẩn thận lắm rồi đó. Có nhiều lúc gấp quá anh đi tới 200 cây số giờ. Ở bên Đức có tốc độ tối đa không giới hạn, kỳ lạ lắm. Mấy ngày hôm nay chúng ta nói về thiện căn, phước đức, nhân duyên, thì thiện căn là cái gốc, phước đức là cái thân, và nhân duyên là cái cơ hội đơm bông kết trái. Thì khi nói về thiện căn, chúng ta luôn luôn nhắc nhở đến niềm tin, củng cố niềm tin. Khi niềm tin vững thì tự nhiên chúng ta sẽ vững vàng đường đi. Có những người cách xa cả 1000 cây số, khi nghe cần tới hộ niệm giảng sanh nhưng không lái xe được nên họ phải đi xe lửa. Đi xe lửa 8-9 tiếng đồng hồ để tới nằm chung với người bệnh mà hộ niệm suốt. Sở dĩ họ phát tâm mạnh như vậy vì chính trong đời của họ đã thấy ra những hiện tượng vi diệu bất khả tư nghị. Hôm qua nói chuyện với chị Diệu Hương, chị Ngọc Y, mấy chị nói rằng thật sự đây là một điều quá may mắn. Tuổi đời của mình bây giờ 50-60 hơn rồi mà chưa từng trải qua một lần kinh nghiệm thấy một người ra đi mà có thoại tướng tốt như vậy. Đến khi gặp được cơ duyên biết phương pháp hộ niệm mới xảy ra hiện tượng này. Lúc đó mình mới thấy rằng thật sự đây là một điều quá may mắn. Chư vị nghĩ thử, thoại tướng ra đi mềm hay cứng đối với thế gian không quan trọng mấy, tại vì họ không biết. Nhưng điều này đánh giá một hiện tượng lạ lùng. Một người ra đi với cái thân tướng mềm mại, điều đầu tiên là bảo đảm cho họ đời sau không chui vào tam ác đạo trước đã. Có thể họ trở lại làm người, lên những cõi trời. Nếu thật sự một người mà có lòng tin vững vàng, quyết lòng niệm Phật đi về Tây Phương, thêm hiện tượng đỉnh đầu ấm ấm, không lạnh bằng những chỗ khác, thật sự cho chúng ta một niềm tin vững vàng rằng 99% họ được về Tây Phương rồi đó. Quý vị cứ tưởng tượng, nếu hiểu được một chút đạo rồi thì hàng vạn kiếp qua ta không gặp trường hợp này đâu. Ta cứ chết đi, chịu đọa lạc rồi sinh lại, chết đi sinh lại, trải qua hàng vô lượng kiếp như vậy. Trong vô lượng kiếp đó có thể chúng ta bị đọa lạc nhiều lắm, ghê sợ lắm mà không hay. Bây giờ gặp cơ may này, chúng ta tìm được sự giải thoát thành đạo. Ấy thế mà có nhiều người không trân quý cơ hội này, không thích, không muốn. Có nhiều người nói tới chuyện hộ niệm thì cảm thấy mệt mỏi. Có người nghe tới chuyện giảng sanh thì mỉm cười. Ôi, mình nghĩ thật là đau đớn cho họ. Trong những khi đi nói chuyện về hộ niệm, có nhiều người cứ nói rằng tại sao mà giảng sanh dễ như vậy? Tôi đã 70-80 tuổi rồi, hồi giờ không nghe tới chuyện này, tại sao bây giờ lại nói chuyện này nhiều vậy? Xin thưa thật với chư vị, vị này nói rằng 70-80 năm không thấy thì quá ngắn. Đúng ra vị đó phải nói là
Tại sao trong vô lượng kiếp qua tôi không nghe như vậy thì mới đúng hơn. Tại vì thật ra trong vô lượng kiếp qua, vị đó đã tiếp tục trong sanh tử luân hồi mà tiếp tục chịu đọa lạc trong ba đường ác đạo nhiều hơn là trong ba đường thiện đạo nữa là khác mà không hay. Cho nên nói rằng, tại sao 8-90 tuổi, 7-80 tuổi không nghe mà bây giờ mới nghe? Đây cũng là điều quá mê muội. Vì quá mê muội nên không tin vào chuyện này. Mà không tin vào chuyện này thì khi xả bỏ báo thân, họ sẽ khóc ròng, không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa. Nói lên những lời này để cho chúng ta chú ý mà cũng cố niềm tin. Phải tin cho vững vàng. Nếu không tin vững vàng thì coi chừng chính chúng ta thường gặp câu A-di-đà Phật mà khinh thường, mà không tin tưởng, mà giải đãi, mà tu xen tạp, thì sau cùng chính ta bị ách nạn. Cái ách nạn vẫn bị chìm trong những cảnh khổ, không biết ngày nào mới giải thoát. Còn những người suốt cả cuộc đời không tu, nhưng khi gặp câu A-di-đà Phật ở trong tư thế sắp chết, làm cho họ giật mình tỉnh ngộ, họ quyết lòng đi, vậy mà họ có khả năng giáng sanh. Đó là nói qua ba điểm thuộc về thiện căn mà mấy ngày nay chúng ta đã nói qua. Một là tính căn, hai là tấn căn, ba là niệm căn. Tính căn thiện lành thì nghi ngờ chính là ác căn. Nghi ngờ nó phá mất niềm tin của chúng ta. Mong chư vị, người nào nghi ngờ hãy mau tỉnh ngộ. Tấn căn là tinh tấn thiện lành. Đối với tinh tấn thiện lành thì cái hại của nó chính là giải đãi. Hôm nay bác Minh Trí tới nộp tờ công cứ thứ 8 và hỏi tới tờ công cứ thứ 9. Tôi cảm kích vô cùng, thật sự hay vô cùng. Điều này chứng tỏ rằng bác Minh Trí ngon hơn bác Minh Trị rồi. Thật ra ta phải tranh thủ thời gian để niệm Phật. Nhất định quý vị phải thấy rằng khi làm xong tờ công cứ thứ 10 rồi thì hình như mình có một giấy visa, giấy hộ chiếu để đi về Tây Phương. Phải nắm cho vững cái giấy hộ chiếu này mà đi, xin đừng khinh thường. Chúng ta là hàng sơ cơ hạ căn, chỉ cần một chút khinh thường liền có thể bị hại. Tại sao vậy? Tại vì đối nghịch với tinh tấn là giải đãi. Giải đãi là ác căn chứ không phải là thiện căn. Nhớ cho kỹ điều này. Tất cả các vị Bồ Tát sợ nhất là giải đãi. Thường khi chúng ta tu hành cứ sợ đến ma này ma nọ, chứ thật ra giải đãi chính là ma. Mong chư vị, nếu vì phước đức không có, mình quá bận bịu thì thôi, cũng đành rằng mình phải lo làm ăn. Chứ nếu không có bận bịu gì thì phải cố gắng tu hành, ráng lo tu tối đa. Nhất định đừng nên bỏ thời khóa, nhất định đừng nên chao đảo, uổng lắm. Chao đảo nó sẽ kéo luôn chúng ta trong 6 đường sanh tử đến vô lượng kiếp nữa. Chứ đừng nói chi 1 triệu năm, 2 triệu năm. Đừng nên nghĩ tới chuyện đó nữa. 600 triệu năm tới, coi chừng chúng ta cũng vẫn còn bị nạn đó. 600 triệu năm tới, chưa chắc gì ta được phước phần nghe được pháp âm của Đức Di Lặc Tôn Phật đâu nhé. Xin chư vị nhớ cho kỹ điểm này. Điểm thứ 3 là niệm căn. Mong chư vị hãy nhớ cái điểm này. Pháp môn niệm Phật tối kỵ là xen tạp. Nhất định niệm là niệm câu A-di-đà Phật. Tất cả các pháp môn khác không tối kỵ sự xen tạp, vì họ đi tìm con đường tự lực tu chứng. Đã tự lực thì phải sẵn sàng tìm những cái xen tạp để thử thách với ý chí, thử thách với nghị lực và dùng trí huệ sắc bén để giải thoát. Nói gọn hơn là diệt nghiệp, đoạn nghiệp để cầu chứng đắc. Còn người niệm Phật chúng ta là đi con đường gọi là né nghiệp, trốn nghiệp, không phải là diệt nghiệp. Né nghiệp thì điều quan trọng nhất là đừng để những thứ ngoại duyên chen vô trong tâm, làm cho câu A-di-đà Phật bị xen tạp bởi những cái ý niệm khác, xen tạp bởi những chủng tử khác. Xen tạp là điều hết sức tối kỵ. Nhắc đi nhắc lại cho chư vị nhớ rằng pháp môn niệm Phật rất tối kỵ vấn đề xen tạp. Xen tạp về kinh điển đã hại như vậy rồi, đừng nói chi là xen tạp về những thứ thị phi, ganh tị, buồn phiền, khổ não, âu sầu. Những chuyện này mong rằng chư vị hãy bỏ đi. Bỏ đi để quyết lòng đi về Tây Phương. Nếu không bỏ, lỡ luống qua khỏi cơ hội này thì khó lắm. Khó lắm, nhất định khó vô cùng.
nhớ rằng nay đã rơi vào mạt pháp rồi, mong chư vị hiểu cho. Hôm nay chúng ta tiến tới một điểm nữa, gọi là định căn. Định căn thiện lành. Cái định đối với pháp môn niệm Phật của chúng ta chính là người nào ưa thích câu A-di-đà Phật, ưa thích gọi là nhạo. Chữ nhạo này chính là định đó. Chính là người ưa thích câu A-di-đà Phật, ngoài ra không ưa thích cái gì khác hết. Cái tâm định vào trong câu A-di-đà Phật. Hòa Thượng Tịnh Không nói, định là tâm có chủ định, tức là tâm ta cứ giữ câu A-di-đà Phật. Ai nói gì nói, ta nhất định không thay đổi. Chúng ta quyết lòng đi về Tây Phương, ai nói gì nói, ta nhất định không thay đổi. Ta cứ quyết định thành tâm tin tưởng, A-di-đà Phật sẽ phóng quang cứu độ chúng ta. Ai nói gì nói, ta nhất định không thay đổi. Nhất định phải định vào danh hiệu A-di-đà Phật này. Chữ tín quan trọng lắm. Có chữ tín nó bị dẫn tới chữ định. Không có niềm tin thường thường bị chao đảo. Cho nên Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói tin là gì? Tin có Phật A-di-đà, tin có thế giới Tây Phương Cực Lạc, tin nhân, tin quả, tin lý, tin sự. Nhân là câu A-di-đà Phật, quả là trở thành A-di-đà Phật trên cõi Tây Phương luôn. Lý là tâm ta là A-di-đà Phật, sự chính là cõi Tây Phương, là chỗ mà ta về đó. Chư vị cứ vững lòng như vậy mà đi thì nhất định định căn chúng ta vững vàng. Hệ định căn vững vàng thì tự nhiên huệ căn chúng ta phát sinh ra. Những người thích tìm hiểu này nọ, thích chạy lung tung thì tâm hồn dễ chao đảo, chứng tỏ rằng định căn chưa có. Định căn chưa có chỉ vì niềm tin chưa đủ. Vì niềm tin chưa đủ nên dù tu hành 3-40 năm, 5-60 năm, nhưng sau cùng rồi vẫn ra đi với thân tướng cứng ngắc. Có nghĩa là sao? Đã bị nạn tam ác đạo rồi, dễ sợ quá. Còn nếu một người nào tin tưởng vững vàng, quyết lòng đi, nhất định đã có chỗ định rồi. Từ chỗ định này nhất định sẽ phát huệ. Phát huệ ở đâu? Khi gặp một người nào khác nói một chuyện gì, tự nhiên mình biết rằng họ nói có đúng chánh pháp hay không, biết liền. Ngày hôm nay chúng ta đang ở trong cảnh giới mạt pháp của Đức Thế Tôn rồi, không phải là tượng pháp hay là chánh pháp. Trong thời mạt pháp mà chính ta đã thấy được những người giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa thật, phải chăng trong mạt pháp mà chúng ta đã thực hiện được một đại chánh pháp để thành tựu? Cơ duyên này vô cùng quý giá. Nguyện mong chư vị cố gắng giữ gìn cơ duyên hy hữu này để nhất định ta được phước phần giảng sanh thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.